Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hướng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video hữu ích mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài gọi tên, đúng 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, ăn đậm lộc nhà thánh liên tiếp, tiền của nối đuôi nhau kéo đến, may mắn hết phần của thiên hạ. Quý vị thân mến, ai sống trên cuộc đời này chẳng cầu mong mình may mắn và đủ đầy, có đúng không ạ? Nếu người này không cần giàu sang nứt vách thì cũng mong muốn mình được đủ đầy, sống bình yên cả một đời. Thế nhưng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có những người tuy được sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành cho nên cuộc sống tương lai có rất nhiều điều khởi sắc. Sau khi luận giải lá số tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông đã chỉ rõ ai khổ thì khổ, chứ riêng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đang cơn bị cực khó khăn trong năm trước thì nay khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm, bỗng được thần tài trợ vận, quý nhân nâng đỡ, vận trình hanh thông bất ngờ. Nếu là người kinh doanh thì buôn may bán đắt, là một lãi 10. Nếu là người làm công ăn lương thì tiền bạc đầy tay, lương thưởng hậu hĩnh. Người làm tự do thuận lợi kiếm tiền, kiếm việc, vận may đổi đời ở trong tầm tay. Vậy, vận trình cụ thể sẽ ra sao? Sự nghiệp tài lộc sẽ thăng hoa như thế nào? Xin mời quý cô bác cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi khám phá ngay sau đây nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt đối với quý cô bác tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc. Khi ở giai đoạn mới này, thành công đến nhờ vào kiên định, chuyên sâu trong nghề nghiệp. Nếu mạnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ, ý chí dũng cảm thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Có quan niệm cho rằng Kỷ Dậu sinh vào ban ngày thường năng động, hoạt bát, thích giao tiếp và có mối quan hệ xã hội rộng rãi, còn người sinh vào ban đêm tính tình hòa hợp, nghiêm túc, ít nói và có phần nhút nhát. Cuộc đời của họ phải thay nhà đổi đất vài ba lần. Người có tinh thần tự lập, họ không nhờ vào mẹ cha, một mình lo liệu mọi việc êm thấm đâu vào đấy. Tuổi Kỷ Dậu có hậu vận khá, nếu sống từ thiện thì hưởng thọ lâu dài. Tuổi Kỷ Dậu tài năng mưu lược, tự thân xử lý vấn đề êm thấm. Chính những nét riêng trong tính cách và phận số cuộc đời đã định sẵn tuổi cô bác Kỷ Dậu. Hãy yên tâm, dù có bước sang bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời đi chăng nữa, nếu sống tốt và chân thành thì cô bác cũng sẽ vượt qua được thuận lợi và an yên mà thôi. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn đầu năm, Minh Đường Tử Vi xin có đôi lời nhắc nhở tới quý vị sau đây, hãy cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, về công việc và sự nghiệp. Tính đến năm 2024, cô bác tuổi Kỷ Dậu cũng đã ở độ tuổi 56, nên về mặt kinh nghiệm và năng lực cũng sẽ rất vững chắc và lão luyện. Chính vì vậy mà cứ yên tâm, sẽ có rất nhiều may mắn trong công việc khi bước sang năm mới. Điều này xuất phát từ sự kiên trì, vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại sẽ được bền vững, chậm mà chắc. Đôi khi công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm, vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, Kỷ Dậu không cần phải quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, cấp dưới giải quyết vấn đề, thì may mắn sẽ đến.
Nếu làm việc với Kỷ Dậu, hẳn ai cũng sẽ thấy rằng Kỷ Dậu thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Kỷ Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy với đam mê, không bao giờ chán nản mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Đa số những người tuổi Kỷ Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận trong cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Kỷ Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, trước khi quyết định bắt tay vào một việc gì đó, quý cô bác nhớ đánh giá tình hình và cân nhắc tới thực lực của bản thân. Không nên cố chấp theo đuổi một điều gì đó hoặc quá cả tin nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Năm nay, quý cô bác cứ đi chậm mà chắc thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế của thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân thêm nhé cô bác. Thứ hai, về tình hình tài chính. Ở độ tuổi 56, Kỷ Dậu nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu. Bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các khoản cá nhân để phục vụ cho hai mục đích, chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vào tuổi trung niên, khi quý cô bác có nhiều trách nhiệm hơn và thời gian còn lại ít hơn, kế hoạch tài chính cá nhân sẽ giúp cho quý cô bác có tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn. Hãy bắt đầu với một danh sách các mục tiêu tài chính cá nhân như mua một ngôi nhà mới hoặc tiết kiệm để về hưu. Sau đó đưa ra kế hoạch đã đạt được mục tiêu của quý cô bác bằng cách đặt một mục tiêu tiết kiệm hàng tháng và tìm cách giảm chi phí không cần thiết để tăng thu nhập. Trong giai đoạn trung niên, quý cô bác cũng cần tập trung vào việc tiết kiệm và đầu tư để chuẩn bị cho hưu trí. Hãy tìm cách tiết kiệm bằng cách giảm thiểu các chi phí không cần thiết hoặc tìm cách kiếm thêm thu nhập. Đồng thời, quý cô bác cũng nên tìm cách đầu tư vào các hạng mục hưu trí để đảm bảo rằng quý cô bác sẽ có đủ tiền để chi tiêu về hưu. Những chiến lược tài chính cá nhân cho tuổi trung niên có thể giúp cho quý cô bác đạt được tình hình tài chính cá nhân ổn định và an toàn. Hãy tìm cách quản lý tài chính một cách thông minh, đầu tư vào các nguồn lợi thụ động, tiết kiệm và đầu tư hưu trí, đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn, bảo hiểm tài sản và người thân, thanh toán các khoản nợ và lập kế hoạch tài chính dài hạn. Khi quý cô bác làm được những điều này, cô bác sẽ cảm thấy tự tin hơn về tình hình tài chính cá nhân của mình và có thể tận hưởng tuổi trung niên một cách thú vị và đầy ý nghĩa. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng. Không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau của gia đình để được phát triển tự nhiên và đạt được sự thịnh vượng. Khổng Tử đã từng nói, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ. Muốn làm nên nghiệp lớn thì trước hết phải tu thân của mình. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc thì mọi điều cũng sẽ theo đó mà trở nên thuận lợi. Điều quý giá nhất để lại cho thế hệ con cháu mai sau là gì? Có một đáp án vô cùng hay, nhận được rất nhiều sự khen ngợi. Đó chính là một gia đình hòa thuận, có nề nếp và gia giáo đoan chính. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì tổ tiên để lại tiền tài thì con cháu cũng tiêu hết, để lại danh tiếng thì cũng mai một theo thời gian. Duy chỉ có để lại gia phong truyền thống tốt đẹp, những đức tính cao quý tổ tiên không ngừng tích đức truyền lại cho con cháu đời sau, đó mới thực sự là tài sản vô giá nhất. Khi con người đến một độ tuổi nhất định, điều họ cần nhất không phải là tiền tài hay danh vọng. Tiền nhiều danh vọng lớn, nhưng trong tâm không có bến đỗ bình yên thì cũng vô cùng mất hạnh. Người đến độ tuổi trung niên, điều họ mong chờ nhất chính là mái ấm yêu thương, nơi có thể trở về sau chặng đường dài, là nơi luôn có những người yêu thương ta vô điều kiện. Thứ tư, về sức khỏe của cô bác tuổi Kỷ Dậu. Bước sang tuổi 56, Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh tật. Sức khỏe là nguồn cơ vốn có cơ bản nhất trong mọi cuộc cách mạng phát triển và thay đổi số phận. Sở hữu cơ thể căng chắn sức sống mới có đủ sức lực để theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Có tiền mà không có sức khỏe thì làm chuyện gì cũng hoài công. Làm người phải biết phân biệt nặng nhẹ, thấu hiểu cái gì mới quan trọng nhất. Không vì những chuyện vụn vặt mà chi ly, làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Mệt mỏi dài lâu, sức khỏe lụi tàn, còn tiêu tốn tiền bạc nhiều hơn kiếm được. Con người sống ở đời đương nhiên phải biết tiết kiệm tiền, đồng thời xem chóng sức khỏe. Duy trì hai điều này ở trạng thái cân bằng mới sống ngày một tốt hơn. Liều mạng làm việc có đúng đắn không? Mặc dù không thể đánh giá tính đúng sai, vì đây hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người.
Nhưng đến khi quý cô bác đã sở hữu mọi thứ mà sức khỏe lại xuống dốc trầm trọng, cô bác mới nhận ra được nỗ lực trước đó có ý nghĩa hay không. Đến tuổi trung niên, chúng ta càng phải trân quý cơ thể hơn. Bản thân gánh vác nhiều thứ đã rất mệt mỏi rồi, đừng bạc đãi chính mình bằng thái độ lơ là với sức khỏe nữa. Tập thể dục, đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể, xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh, sống khỏe mạnh mọi thứ mới có ý nghĩa thật sự. Và tiếp theo sau đây, ta cùng đi vào vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 trên tất cả các phương diện cuộc sống để bản mệnh đoán định trước vận cát hung mà có hướng đi chính xác nhất. Tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tuổi Kỷ Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới dưới tác động của nguyệt lệnh lâm mộc dục. Có lẽ quý cô bác vẫn còn ham vui chơi, trưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Thời điểm này quý cô bác thích hưởng thụ, nghỉ ngơi hơn là bắt tay vào công việc. Cho dù mọi người xung quanh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình thì quý cô bác vẫn có vẻ khá nhởn nhơ. Khi đưa ra quyết định, cô bác cũng cần phải cân nhắc kỹ càng mọi mặt khó khăn, thuận lợi, đừng nóng nổi khiến cho bản thân vướng vẻ rắc rối không đáng có. Nếu cảm thấy băn khoăn mông lung về con đường tương lai, quý cô bác cũng có thể tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Đối phương có thể đưa ra cho cô bác những lời khuyên hữu ích. Thiên hình là hung tinh, còn gây ảnh hưởng xấu đến bản mệnh, nhất là ở những người quyền cao chức trọng hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác. Bản mệnh vốn là người giỏi giang, bản lĩnh, nhưng lại thường xuyên kiêu ngạo, nóng nảy, hành sự bất cần, không nghe theo lời góp ý, khuyên nhủ của người khác. Quý cô bác cần phải nhắc nhở mình, cân nhắc kỹ càng hơn khi làm việc, tránh để xảy ra thị phi, rắc rối. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu âm lịch thấy rằng vận trình tài lộc của Kỷ Dậu có dấu hiệu dậm chân tại chỗ trong khoảng thời gian này. Cô bác khó có thể đạt được thành công như người khác, một phần cũng bởi cái tính cả thèm chóng chán, không kiên trì khi gặp phải khó khăn cách thức. Nguyệt lệnh lâm mộc dục khiến cho bản mệnh chỉ hăng hái làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên sau Tết, khi mới bắt tay vào công việc, sau đó những việc lặp đi lặp lại khiến cho quý cô bác cảm thấy chán nản, muốn bỏ dở giữ chừng, hoặc có làm thì cũng làm một cách đối phó cho xong. Chính vì vậy mà đồng tiền chảy vào túi của cô bác khá nhỏ giọt. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời nhờ đối phương định hướng cho mình. Bởi nếu không, cô bác rất dễ lạc mất phương hướng, lại thêm tác động của tiểu hao. Đồng tiền chảy vào túi của quý cô bác đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên tiết kiệm hơn, tránh phung phí cho những công việc không thực sự cần thiết. Khi đồng tiền eo hẹp, cô bác nên hạn chế ăn chơi, trưng diện, chạy theo xu thế mua sắm bên ngoài hoặc tham gia quá nhiều vào hoạt động vui chơi ngày Tết. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Tháng đầu tiên của năm mới, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, chủ yếu dựa vào cách hành xử của bạn. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu khá tốt trong thời gian này. Với tinh thần vui vẻ, hăng hái, bản mệnh hãy sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc hoạt động nào. Tuy nhiên, cô bác nên tự nhắc nhở bản thân, sinh hoạt điều độ, không nên thức quá khuya, cũng như không nên ăn quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ. Dù đang là Tết nhất, nhưng nếu không chú ý, quý cô bác vẫn rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Trong quá trình tham gia giao thông, cô bác cần giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo, đặc biệt không lái xe sau khi uống rượu, để tránh những sự cố đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến chính bản thân và người khác. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 2 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, bản mệnh có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, quý cô bác có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đề ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Con giáp này cũng có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang có những bước tiến triển đáng mừng, nhị hợp mang tới nhiều điều may mắn. Nếu bản mệnh có sự nhận ra và nắm bắt kịp thời, thì tương lai sẽ được thăng chức, tăng lương, sẽ chẳng còn xa nữa. Khoảng thời gian này, cô bác dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Chính vì vậy mà dù bận rộn thế nào đi nữa, cô bác cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Phong cách làm việc khoa học của cô bác được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Mọi người xung quanh không ngại giúp quý cô bác một tay,
để quý cô bác có thể gặt hái được những thành công lớn lao và nhanh chóng hơn nữa. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thay, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi, có thể những khó khăn không lường trước được khiến cho quý cô bác trở nên hay do dự. Tuy nhiên, con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn nữa, bởi chỉ có cố gắng quý cô bác mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Dậu có những điểm sáng đáng mừng và nhị hợp nâng đỡ, túi tiền của quý cô bác sẽ trở nên rủng rỉ hơn hẳn, có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu. Quý cô bác cần gây dựng niềm tin cho khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến cho quý cô bác hài lòng và khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Quý cô bác còn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng, nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Có điều nguyệt lệnh lâm thai vẫn sẽ mang đến ít nhiều các tác động không mong muốn cho bản mệnh, đặc biệt là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực mới. Quý cô bác thường xuyên chần chừ, do dự, dễ tin người nên dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Cô bác cần cẩn trọng hơn trong cách nghĩ và hành động, thường xuyên bổ sung kiến thức và nghe theo định hướng của người đi trước. Sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu được duy trì khá tốt trong suốt tháng 3 âm lịch này. Tinh thần lạc quan, tích cực, giúp cho quý cô bác giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, chăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Để duy trì cơ thể khỏe mạnh, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống, cân bằng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Kể cả là người trẻ tuổi đi chăng nữa, cũng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức khuya dậy sớm quá nhiều. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi cho biết, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục, công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan cô bác còn có thể gây ra những sai sót, rất khó để vãn hồi. Điều báo tử vi cho thấy, cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng, nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội với người không nên, nhất là chẳng may trêu tới tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục, nhất là với những người đồng trang lứa hay làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà quý cô bác đang sở hữu. Nếu quý cô bác không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác sẽ gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Tuy hung vận khá lớn, nhưng bên cạnh đó, bản mệnh cũng có nhiều cát tinh âm thầm hỗ trợ. Cơ hội để chờ mình không phải là không có, miễn là quý cô bác bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Vì vậy, công việc mà quý cô bác đang làm sẽ khó tránh khỏi sự va vấp. Cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý từng hóa mọi thứ, đến lúc thất vọng vì việc không theo ý mình. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm đế vượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị tương hại tiêu triệt gần như toàn bộ cát vận. Thậm chí đế vương xuất hiện ở thời điểm này, còn dễ thôi thúc cá nhân dễ khiến cho bản mệnh trở nên kiêu căng, ngạo mạn, làm mất lòng người khác. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn có nhiều yếu tố phụ thuộc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứu cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, mang lại năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Theo tử vi tháng Đinh Mão âm lịch cho thấy, rất tiếc con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính trong tháng mới. Bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng vận trình tài lộc của những chú gà chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng bị thất thu. Cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này con giáp nên tập trung làm cho tốt công việc ở hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn. Hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy có thể hạn chế được rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể bị cạnh tranh mất mạng trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để quý cô bác tung ra những sản phẩm mới, thay vào đó hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng của sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở nguyệt lệnh đế vượng ở Dậu, nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung hóa cát, hung khí sẽ giảm dần,
Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá. Kỷ Dậu cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết thì nên tiêu dùng, cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy thì tình hình tài chính mới thực sự ổn định, chấm dứt mọi tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, bước sang tháng Mậu Thìn, Kỷ Dậu đón một tháng bình yên, ít biến động. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian để tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm Dậu, nhưng cũng có thể là giai đoạn quý cô bác lựa chọn cho mình sự an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều. Điều này tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Xét về phương diện sự nghiệp, đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định đối với người tuổi Kỷ Dậu. Công việc vốn thế nào thì cứ làm như thế ấy, thì sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh vào năm Dậu. Khi cô bác bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu của mình đã đặt ra từ đầu năm, vừa để tạo ra một cách kết đẹp cho năm Giáp Thìn và cũng là để tạo tiền đề cho những tháng sau đó. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm cho xong việc của mình. Điều này cũng không có gì là sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho phát triển sự nghiệp, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này, vận quý nhân của quý cô bác khá vượng, nên khi cảm thấy khó khăn bế tắc, đừng ngại ngần mở lời, nhờ bạn bè người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà cô bác đang theo đuổi. Trong những cuộc họp, hội thảo, đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng những mối quan hệ. Nhưng trước đó thì cô bác phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như cô bác là người đang làm trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của cô bác có thể tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều đó sẽ giúp cho cô bác cảm thấy nhanh chóng thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp cá nhân. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu như cô bác giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó cho dù cô bác có năng lực làm việc mạnh đến đâu, cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy trọng tâm trong tháng này là tuổi Kỷ Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong tháng, tài vận của tuổi Kỷ Dậu khá ổn, công việc thì thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho cô bác nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý, thì cô bác gần như không phải lo lắng điều gì về tiền bạc ở thời điểm này. Lưu ý tháng này, Kỷ Dậu sẽ có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải là tài tinh, nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận với người làm kinh doanh. Nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, cô bác sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì cô bác lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Con giáp này sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư, làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy thì cũng không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Về mặt sức khỏe, tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh cảnh báo, tuổi Kỷ Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ dàng gặp tình trạng bệnh vặt. Nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải vận xui cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 như sau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu đầu năm 2024 thuận lợi, hanh thông gấp nhiều lần so với năm 2023. Dù tình hình kinh tế thời cuộc khó khăn chung, nhưng đương số vẫn nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn lớn, làm giàu chính đáng, hứa hẹn một năm bội thu ở nhiều phương diện cùng lúc, thoát khỏi màn mây mờ che phủ trong năm cũ. Dấu hiệu tăng trưởng trong suốt vận trình năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu khá rõ rệt. Thời vận đương số đã đến, chỉ cần vững tâm vững chí, chăm chỉ làm việc, nỗ lực áp sát mục tiêu tới cùng thì Kỷ Dậu sẽ thu về thành quả rực rỡ trong suốt cả năm. Và sau đây
là cách phòng tránh hóa giải xui xẻo có thể gặp phải cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Dù 2024 được đánh giá là một năm khá cắt lành đối với người tuổi Dậu, nhưng không vì thế mà được chủ quan khinh suất, vẫn còn một vài nốt trầm khi hung tinh tác động. Để hạn chế nó, hãy áp dụng những điều sau, tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm. 1. Sống khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà cắt khí vượng, nhiều may mắn, thì người tuổi Kỷ Dậu lại càng cần đề cao tính này, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn, hoặc coi khinh người khác, kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nếu rằng, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đã đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi cô bác đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phúc dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn, hay tới bạn bè mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng dễ bị tiêu trừ, cắt khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi ta đã có thiên thời, địa lợi rồi thì cần tránh tuyệt đối tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm vào đó. Trái lại nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế thì cắt khí mới được nhân lên, hung khí chiết giảm, tuổi Kỷ Dậu mới chủ động làm chủ, cũng như thay đổi số mệnh của chính mình, hướng tới năm 2024 thành công rực rỡ, sở cầu như nguyện ở nhiều phương diện. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc, làm ăn kinh doanh cũng như thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó, nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cô bác tuổi Kỷ Dậu nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông, thuận lợi? Tuổi Dậu và tuổi Tý. Sự kết hợp của tuổi Dậu và tuổi Tý sẽ tạo nên một cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo. Nếu như họ cùng chung sở thích và thực sự thấu hiểu suy nghĩ của nhau, niềm tin chính là yếu tố quan trọng. Để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Dậu và người tuổi Tý, họ hỗ trợ, bổ sung và cùng nhau phát triển, Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính cho người tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ không hẳn có nhiều điểm chung, mà quan trọng là Dậu và Sửu đều biết lắng nghe chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này cũng có thể nhanh chóng giải quyết những xung đột, mâu thuẫn trong hòa bình. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Dậu và Sửu sẽ dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Dậu sáng tạo với những kế hoạch, dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, giúp cho Dậu thành công trong sự nghiệp. Tuổi Dậu và tuổi Dần. Dậu sẽ không chịu nhường nhịn, thua kém ai, còn Dần thì lại quá đề cao cái tôi của mình. Sẽ tốt hơn nếu như Dậu và Dần hợp tác làm ăn, kinh doanh. Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó sẽ khiến cho Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này sẽ đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được thành công. Tuổi Dậu và tuổi Mão. Trong công việc, Dậu là người đứng đầu, tổ chức, lãnh đạo quản lý mọi việc. Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó, nhưng họ cũng không thể nào làm cho tuổi Dậu đổi ý. Bởi vậy mà mèo sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Tuổi Dậu và tuổi Thìn. Tuổi Thìn năng động sôi nổi và mạnh mẽ, còn tuổi Dậu lại có khá nhiều nguyên tắc luật lệ. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Công việc của tuổi Tỵ sẽ phát triển hơn nếu như hợp tác làm ăn với tuổi Dậu, bởi những người tuổi Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo, mới lạ.
tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Dậu và Ngọ có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách và quan niệm sống. Tuổi Dậu là những người sống nghiêm khắc với những nguyên tắc luật lệ của mình. Ngược lại, Ngọ thì phóng khoáng và tự do. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Dậu thì thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến kế hoạch của mình. Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. Tuổi Dậu và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, Mùi và Dậu sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Dậu. Tuổi Dậu và tuổi Thân. Tất nhiên, với một con người có cá tính, năng động và yêu tự do như Thân thì hiếm ai có thể kiểm soát được. Nếu trở thành đối tác làm ăn, Thân và Dậu sẽ có nhiều dấu ấn, thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác sẽ khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo thì Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. Tuổi Dậu và tuổi Dậu. Có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích sẽ giúp cho hai người thấu hiểu và hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy, và sự kết hợp của hai tuổi này sẽ là một minh chứng cho điều đó. Tuổi Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý. Hơn ai hết, họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Dậu và tuổi Tuất. Niềm tin và sự tôn trọng nhau chính là yếu tố để Dậu và Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích. Còn tuổi Tuất thì sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Tuổi Dậu và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức, lập kế hoạch, còn Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, Hợi và Dậu đều khéo léo trong giao tiếp. Điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, cả trong nước lẫn quốc tế. Quý vị thân mến, gia đình là bến đỗ của cuộc đời. Một gia đình đầm ấm chứa đựng những trách nhiệm, niềm mong đợi và ước mơ của mỗi thành viên. Gia đình là nền tảng cho mọi sự phát triển của mỗi người. Chỉ khi biết cách quản lý nó, chúng ta mới có thể bảo vệ được ngọn hải đăng hạnh phúc. Người xưa có câu, gia đình dù giàu hay không, cũng phải đóng ba cánh cửa này càng sớm càng tốt. Để giữ gìn phúc lành cho con cháu, người xưa sử dụng ba cánh cửa như một phép ẩn dụ cho sự cầy mở hay đóng lại. Ở đây ba cửa là cửa hận thù, cửa xa hoa và cửa tham lam. Ba phương diện này giống như ba cánh cửa của ngôi nhà, cần phải đóng lại trước để bảo toàn phúc khí cho gia đình. Hãy đóng tất cả chúng lại càng sớm càng tốt. 1. Cánh cửa hận thù. Không một ai tự dưng được sinh ra và uống nước xương để lớn lên. Do đó, lòng biết ơn là một cảm xúc tất yếu phải có trong cuộc sống. Trong một gia đình, mỗi thành viên đều có cá tính riêng, quan điểm riêng, và việc nảy sinh những mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt là điều khó tránh khỏi. Cho nên chỉ có người thực sự khôn ngoan mới biết cách coi nhẹ và giải quyết tốt nhất những bất bình nhỏ này. Đóng cánh cửa hận thù trong gia đình trước hết có nghĩa là học cách bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Những cãi vã bất mãn trong gia đình thường xuất phát từ những hiểu lầm, nên thông qua sự giao tiếp thì con người mới có thể thấu hiểu và mọi người có thể cùng nhau giải quyết mâu thuẫn tốt hơn. Sự bao dung không chỉ là món quà dành cho người khác mà còn là niềm an ủi cho chính mình. Nó khiến cho không khí gia đình trở nên êm ấm hơn, hòa thuận hơn. Đóng lại cánh cửa hận thù cũng đòi hỏi phải học được cách quên đi lỗi lầm của đối phương, nếu không những bất bình cứ ngày một dày thêm như nhét thuốc súng. Khi lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một ánh lửa chúng sẽ bộc phát và gia đình bạn có thể sẽ tan nát. Cuộc đời rất ngắn ngủi, nếu bạn vướng với những tranh chấp, oán hận nhất thời thì tốt hơn hết là hãy buông bỏ và thận trọng. Con người không hoàn hảo và người trong gia đình bạn không ngoại lệ. Quên đi những thiếu sót và bỏ qua cho nhau không phải là để trốn tránh vấn đề, mà là để đối mặt với tương lai cho tốt hơn và tạo ra một không gian trong lành, bình yên cho các thành viên trong gia đình. 2. Cánh cửa xa hoa không được mở. Xã hội ngày càng phát triển và sự phong phú của đời sống vật chất khiến cho con người vô thức theo đuổi thú vui vật chất hơn. Tuy nhiên, khi cánh cửa xa hoa mở ra, hạnh phúc gia đình có thể sẽ lặng lẽ đội nón qua đi, bởi nó là cái bẫy khiến cho người ta không thể ngừng chi tiêu và sự cuồng vọng mạnh. Đóng cánh cửa xa hoa trước hết có nghĩa là tiêu dùng thận trọng và đầu tư hợp lý trong thời đại chủ nghĩa vật chất tràn ngập. Sự xa hoa và xa hoa quá mức có thể khiến cho một gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính. Vì vậy, quan điểm tiêu dùng hợp lý và những quyết định đầu tư sáng suốt chính là chìa khóa bảo vệ tài chính
cũng như hạnh phúc của gia đình, đóng cánh cửa xa hoa, còn đồng nghĩa với việc nối dưỡng một thái độ đơn giản, biết đủ và dễ hài lòng đối với cuộc sống. Đơn giản không có nghĩa là giảm thiểu chất lượng cuộc sống một cách mù quáng, là tạo sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần thông qua sự đơn giản hợp lý. Các gia đình có thể có nhiều trải nghiệm được chia sẻ, nâng cao tình cảm giữa các thành viên và nuôi dưỡng các giá trị đạo đức chung của xã hội. 3. Cánh cửa tham lam rất nguy hiểm. Lòng tham là một cái nhọt tưng chừng như chúng sẽ lớn dần và trở thành tế bào ung thư lớn. Chúng có thể hút cạn sinh khí của gia đình và làm xói mòn hạnh phúc. Khi cánh cửa tham lam mở ra, những tình cảm chân thành nhất như tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu đều có thể bị xấu đi vì lợi ích. Đóng cánh cửa tham lam có nghĩa là học cách hài lòng với những gì giá trị cốt lõi và công bằng. Bản chất của lòng tham là theo đuổi những ham muốn vô tận, trong khi hạnh phúc đích thực thường đến từ sự hài lòng và HIA chạm. Sự hài lòng đúng mực khiến các thành viên trong gia đình biết ơn và giảm bớt những tranh chấp không đáng có. Khi phát hiện ra cánh cửa tham lam, chúng ta nên đóng lại và tập trung nuôi dưỡng các mục tiêu chung của gia đình. Khi các thành viên trong gia đình cùng hướng tới một mục tiêu hạnh phúc chung và hướng đến sự phát triển bền vững, sẽ hình thành tình thế giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau mà không phá hủy sự ổn định chung do lòng tham cá nhân. Một gia đình dù giàu hay không cũng cần học được cách đóng cánh cửa hận thù và cánh cửa xa hoa, cánh cửa tham lam lại. Theo thời gian, nhờ đó mà bạn có thể giữ gìn phúc lành cho bản thân và con cháu, chỉ bằng sự bao dung và hiểu biết, sự thận trọng và giản dị, bằng lòng và nỗ lực chung, một gia đình mới có thể xây dựng được nền tảng vững chắc và chịu được những thử thách của mưa gió. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý cô bác sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, cô bác vui lòng hoan hỉ ấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin video bổ ích nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.